chưa bạn? Và đây là ba chúng tôi. Cái chủ đề hay đầu tiên. Trước video mình thấy các bạn công nghệ share rất nhiều trong các group công nghệ. Thì đấy rất là nhiều các cái sản phẩm. Anh Quả. Dạ. À, cũng tương tự như vậy. Bắc Phúc. Rất là tuyệt vời. Tôi nghĩ Sương Phúc. Đây là ở đâu? Đây ở khu vực Hoàn Lạc ấy, có biển ở đây này. Nhưng mà tại sao không phải đến BKV à? Không, thì BKV là ở khu vực này. Tôi biết rồi, tôi nghiên cứu về rồi. Đấy thì, đấy. Còn không có thủ tướng thì đấy, còn về smartphone thì đây là các là đầu tiên thì thủ tướng cầm trên tay. Là bọn em sản xuất hoàn toàn ở Việt Nam. Vốn toàn Việt Nam, tôi biết rồi, vốn toàn Việt Nam. Đây là niềm tự hào của chúng ta. Dạ vâng, rất là thật luôn đấy. Niềm tự hào. Này, bọn em hiện nay cái trình độ sản xuất của nó đã là Bắc Phúc ấy dơ lên ấy, có thân thái của một ngôi sao, tức là bác dành thời gian tĩnh để cho phóng viên chụp ảnh. Đây. Kiểm sang. Đây là niềm tự hào của người Việt. Đó, đấy, nhưng mà bác không dơ xuống ngay mà lại giữ một lúc để cho mọi người chụp. Đó, sau rồi quay mặt trước. Đó. Thật sự là thần thái. Đây này, cầm nhá, cầm không cầm che một góc nào của cái điện thoại cả. Đấy. Hoàng Huy cần phải học lại cách cầm điện thoại của Bắc Phúc lên. Cầm mà không che luôn. Tôn trọng. Nó đã là có thể nói là tương đương với cái trình độ sản xuất của Samsung với cả Apple. Vâng. Thần thức nội dung rất là mềm. Bác quá giờ định cầm lại để giải thích cái Bắc Phúc. Lật lại. Tôi đang chụp ảnh. Chụp Samsung với cả Apple. Này. Vâng. Thần thức nội dung rất là mềm. Dạ. Bấm đủ. Dạ. Các quy. Đây là bọn em chế tạo hết ạ. À? Bọn em nghe gần đúng với nhỉ. Hay thì nó ra cái khung như thế này. Phần điện tử đây, cái bảng mạch này là cũng là kỹ sư Việt Nam thiết kế và chế tạo hết ạ. Phần mềm cũng vậy, tất cả là xuống công ty. Vâng. Hôm nay thì tôi đánh giá cao, chúc mừng anh nhé. An ninh mạng hay là nhà thông minh thì bọn em. Tôi đã nghiên cứu của anh rồi. Chúc mừng Quảng nhé. Dạ vâng ạ, cảm ơn. Hữu duyên thiếu ý, công viên đã thăm nhiều nơi rồi nhé. Dạ vâng. Chúc mừng người nhé. Rồi. Mới em đang hỗ trợ có gì gấp nhanh đó nhé, có cái gì cần giúp đỡ tốt rồi đấy à. Thế là có cái điều là có cái gì cần giúp đỡ thì cứ bảo tôi giúp nha. Hóa ra đây là cái clip mà Bắc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi đến một cái khu công nghệ cao hoặc là và BKV, trong những công ty IT phải nói là có tiếng hàng đầu tại Việt Nam trong thời điểm hiện tại, và ra vừa thuyết trình về sản phẩm của mình. Nhưng mà mình thấy có cái điểm hay là đây là lần đầu tiên mà mình được xem một chính khách chính trị gia họ đi thăm doanh nghiệp thì họ như thế nào. Nhưng mà hóa ra mình thấy cũng không phải có gì ghê gớm cả, mình thấy họ rất là gần gũi, là tôi biết rồi, tốt quá, cố gắng nhất. Mình thấy khá là hay. Bình thường phong cách của bác cũng là gần gũi như thế rồi. Ngay cả với anh Quảng, anh Dương Anh thì bác cũng không có hỏi cắt, không bị nhiều khoảng cách. Đấy, trực tiếp bác là người mở lời ra trước, nói là sẽ giúp đỡ, cái đấy nó rất là thân thiện ấy. Với cái sự ủng hộ của người đứng đầu chính phủ ấy thì mình thấy là một cái tương lai rất là sáng cho Bphone ở bên Trung Quốc, hãng Huawei hay là ZTE. Chính phủ họ hậu thuẫn rất là nhiều để mà có một cái tương lai sáng hơn. Thế nên là những hãng đấy họ rất là vững ở trong nội địa. Ví dụ như là Huawei nhé, không phải là bản mỗi cái mảng thiết bị của họ đâu. Cái mảng thiết bị thực ra là mới nổi gần đây. Còn cái mảng viễn thông ấy, mà là làm hạ tầng viễn thông ấy là mới là cái mà rất là đỉnh. Và đấy là cái mà họ nhận được sự hậu thuẫn rất là lớn của nhà nước. Họ giải các cái công nghệ của họ đi khắp cả thế giới luôn. Đặc biệt là ở châu Âu và ở Việt Nam, các thiết bị mạng của Huawei cực kỳ nhiều luôn. Các mạng viễn thông ấy dùng thiết bị Huawei cực kỳ nhiều. Hy vọng là cái sự hỗ trợ này của nhà nước với BKV dài khá là đến một ngày nào đó nó sẽ được đến cái tầm như thế. Vừa nghe cái thông tin lánh thoáng đâu đó nói là sắp tới chúng ta sẽ có một mẫu Bphone tầm trung á, mức giá dễ tiếp cận hơn. Mọi người dự đoán nó sẽ như thế nào? Chắc là nó đẹp, khung thép tự làm, bảng mạch tự làm, phần mềm tự làm. Tỷ lệ nội địa hóa cao. Mình đoán là sẽ có màn hình dài tràn viền theo xu hướng. Quan tâm nhất là cái giá, nếu mà tầm trung thì khoảng là bao nhiêu? 6.9 triệu. Phân khúc mà hiện tại bây giờ là nó căng thẳng nhất, rất là hot. Nhưng mà thực ra nhảy vào đấy mà sản phẩm mà ổn ấy thì lại dễ cạnh tranh. Khi mà mỗi lần mà BKV ra mắt sản phẩm Bphone ấy thì vô hình chung là từ ban đầu họ đã được rất là nhiều sự chú ý của rất là nhiều cánh nhà báo truyền thông. Thì thời gian đầu tiên là thời gian rất là mạnh của Bphone, là mọi sự truyền thông đổ vào Bphone hết. Cho nên nếu mà BKV họ đầu tư rất là hiệu quả cho sản phẩm sắp tới thì phải tốt. Mình nghĩ là đây là lần thứ 3 rồi á, là một lần mình nghĩ là nguy hiểm nhất trong tất cả 3 lần. Phân khúc căng thẳng nhất, sản phẩm lần thứ 3 rồi, tức là mình không
được một sai sót nào nữa. Người dùng gần như là hết kiên nhẫn rồi. Tức là ai đã chọn Bphone thì họ chọn rồi. Và những người chưa chọn thì đây là lần cuối cùng mà có thể khẳng định được một điều gì đó. Đoán là cái điện thoại này sẽ tập trung vào selfie nữa. Thấy hình như Bphone mới được cập nhật cái bản phần mềm mà trong chụp ảnh nó có một cái watermark là AI selfie. À, cam kép thì sao? Chưa chắc. Tại vì thực ra là những cái ví dụ như là kiểu selfie xóa phông ấy thì nó có thể làm phần mềm được. Phần mềm thì mình nghĩ là để an toàn ấy, thì nên bớt, nó sẽ gọn nhẹ hơn á. Cái điện thoại tầm trung thì cũng không cần nặng quá nhiều thứ vào. Có vẻ như là năm 2018 vẫn tiếp tục là năm của BKV. Chúng ta đã thấy những tín hiệu tích cực lạc quan ngay trong những ngày đầu tiên của một mùa xuân mới. Mình hy vọng là trong tương lai gần thì có một câu hỏi mình sẽ giống như là thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vậy, là cầm điện thoại lên mà tự hào nói đây là sản phẩm của người Việt. Thông tin tiếp theo, nhà thương mại điện tử hàng đầu Amazon sắp đổ bộ vào Việt Nam. Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam thông báo vào ngày 16 tháng 3 tới thì Amazon với đại diện ở Singapore sẽ sang tham dự diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam. Hoạt động đầu tiên mà họ sẽ tham gia chính thức để gọi là bước chân vào thị trường Việt Nam ấy, đấy là họ giúp đỡ cho các nhà bán lẻ của Việt Nam có cơ hội để đưa sản phẩm của ra Amazon thế giới để bán. Vào tức là họ tiếp cận trước theo cái hướng là họ giúp mình đã học cái cách để tiến ra nước ngoài trước đã. Bước đầu tiên họ là muốn xuất siêu chứ không phải là nhập siêu trở lại về Việt Nam. Tức là không phải là họ vào họ mở một cái trung tâm thương mại điện tử giống như Lazada. Cái cách làm của Amazon ấy không phải là cái kiểu là chỉ có đem tiền ra đi mua bán hay là xôi thịt, là cái kiểu tự nhiên đổ tiền vào kiểu của Trung Quốc là kiểu đổ tiền đúng không? Mà họ học dần dần, họ có thâu tóm, nhưng mà họ thâu tóm những thứ mà nằm trong cái quy trình của họ, vận chuyển này, rồi xuất nhập khẩu, tức là để làm cho cái quy trình nó tốt, sau đó thì họ mới vào, chứ không phải họ mở một trang ra bán trước rồi mới đi tìm nhà cung cấp. Và nghe có vẻ đúng là ông lớn làm nó khác. Ra thì thương mại điện tử từ Việt Nam thì em tin là nó sẽ thành công, nhưng mà quan trọng là bao giờ nó thành công và ai là người thành công với thương mại điện tử Việt Nam. Mình chưa chắc Amazon và Việt Nam đã thành công. Cũng chưa chắc là Lazada thành công, cũng chưa chắc là Shopee thành công. Shopee vừa báo lỗ rất nhiều. Rõ ràng Shopee ở Việt Nam đang phát triển rất tốt nhưng mà vẫn báo lỗ. Em được chia sẻ là cái việc mà để thương mại điện tử có một nước gia quốc gia nào thành công thì chúng ta có ba yếu tố: cái độ hoàn thiện của cái hệ thống thương mại điện tử. Ví dụ như là cách việc giao hàng, mua hàng không bị lỗi. Ví dụ như là anh đặt hàng là không sai sản phẩm này, phải đúng giờ này, và cái việc đó tạo nên niềm tin cho người mua hàng. Nhưng mà cái việc đấy ở Việt Nam chưa ai làm. Chưa ai làm được. Khi mà chúng ta làm được bước đầu tiên thì chúng ta sẽ làm được thứ hai, đó là thay đổi cái thói quen của người dùng. Và cái nhiệm vụ thứ ba là phải có những cái sản phẩm nó dành riêng cho thương mại điện tử, và cái này thì Việt Nam đã có rồi. Có rồi, tức là Lazada làm đang rất tốt, rất tốt về cái việc là mặt hàng và giá cả. Còn một cái vấn đề là giao hàng đấy vẫn chưa ngon. Ở trong Sài Gòn hình như là cái việc giao hàng nó tốt hơn ở ngoài này. Thì em cũng đặt Lazada khá là nhiều nhưng mà như là vẫn chưa có gặp cái trường hợp gì về cái việc giao hàng. Nhưng mà có một số người bạn vẫn bị giao hàng trễ là thường, và thường có một cái trò rất là hay, đó là mình đặt một sản phẩm thì giao hàng trễ, mình nhắn tới Lazada thì họ ok tôi đã giao hàng trễ, tôi gửi một sản phẩm khác. Nhưng mà kiểu mà hai đơn hàng khác nhau ấy. Khi mà tới em thì nó đưa cho bạn em hai cái món hàng luôn và mình không cần phải trả lại nữa. Thế á? Thế. Nhưng mà mình chưa bao giờ được như thế. Ban đầu mình cũng nghĩ là đây là sự xin lỗi của Lazada thôi. Tức là mua được, tức là mình mua một được hai đấy. Tức là mà họ giao chậm là mình có thể kiến nghị hả? Có thể Lazada họ mở ra một cái đơn hàng mới để giao cho mình, mà nó là độc lập với cái đơn hàng kia. Tức là kiểu thật sự là hai bên giao hàng khác nhau đấy. Hiện tại là món hàng giá trị chưa cao khoảng 300 nghìn thôi. Nhưng mà chắc là do rẻ họ mới làm như thế. Một trường hợp nữa là hàng lỗi. Bạn em mua một cái thắt lưng, nó bị lỗi, họ gửi lại một cái khác vẫn bị lỗi, họ lại gửi lại một cái khác thì ok, và họ không lấy hai cái cũ nữa. Và đúng theo đúng quy trình ấy, Lazada sẽ bảo ông bên vận chuyển nó đến lấy cái đồ cũ về, cái đồ hỏng về. Thế đây họ lại bỏ qua cái bước này luôn, tức là họ cắt luôn cả cái bước đấy. Có thể là nhà cung cấp phải chịu về đấy. Nói chung là cái vấn đề đầu tiên là cái độ hoàn thiện của cơ sở tầng thương mại điện tử là Việt Nam chưa có. Và việc mà Amazon hiện tại mà sắp nhảy vào thì họ làm những cái mua những cái thương hiệu, những cái doanh nghiệp nằm ở quy trình của Amazon trước, thì em nghĩ đây là điều rất là tốt. Trước khi mà nhảy đổ tiền vào, đốt tiền trong thương mại điện tử thì nhiều người đi trước đã chết rồi. Ví như là hồi xưa có bé yêu này, và là rồi cái gì nhỉ, cái vui vui thì vẫn vui, không vui, lên nổi không lên nổi nhưng mà vẫn xong. Vui vui thì có một hệ thống quản lý cung ứng và hệ thống vận chuyển khá là tốt, đó là giao hàng nhanh. Nhưng mà mình thấy giao hàng cũng chẳng nhanh gì cả. Quay lại cái chuyện giao hàng nhá, là cái vấn đề rất lớn ở thị trường miền Bắc. Tại vì là host, nhà cung cấp
rồi văn phòng đều ở trong Hồ Chí Minh và quản lý ngoài này rất là kém. Họ giao rất là chậm và 100% là bị chậm so với cái mong đợi của người ta, và ở ngoài này không hề có một cái dịch vụ nào như kiểu là Tiki Now đã giao trong vòng 2 giờ. Và có một chuyện mình rất thắc mắc, đó chính là mình có đặt thử ở Shopee có hai lựa chọn nhà giao hàng. Mình chọn là giao hàng nhanh thì đắt hơn, nhưng mà 4 ngày mới giao. Sau mình chọn giao hàng tiết kiệm thì rẻ hơn nhưng 2 ngày giao. Thực ra nó là cái tên thôi. Cái bên giao hàng nhanh họ lấy tên giao hàng nhanh nhưng họ không giao hàng nhanh, còn bên giao hàng tiết kiệm thì họ lấy tên là giao hàng tiết kiệm nhưng họ tiết kiệm thế. Nhưng mà họ lấy nhanh. Cái đấy đúng là bị tâm lý thật đấy. Lúc nào nghĩ chọn giao hàng tiết kiệm thì cũng sẽ nghĩ là chắc là giao lâu lắm. Nhưng mà hóa ra là họ giao nhanh phết. Bản thân Amazon thì bên nước ngoài họ có cơ sở hạ tầng riêng cho việc giao hàng, thì khi mà họ vào đến Việt Nam mà họ xây dựng được thì nó là một bước chuyển biến rất là lớn trong thương mại điện tử Việt nhưng Nam. Nhưng mà như ở Việt Nam á, Lazada cũng có đơn vị giao hàng riêng. Còn Lazada đó là Lazada Express. Họ cũng giao hàng riêng nhưng mà mình rất ít gặp Lazada Express, tại vì mình toàn gặp bưu điện hoặc là Thật ra là trong cái ngành vận chuyển fresh nhanh tại Việt Nam thì nó vẫn còn bị cái là bị phân mảnh. Rất là nhiều nhà cung cấp, như là các nhà cung cấp nhỏ thôi, và hình như là chưa có ai gọi đủ sức dẫn đầu cái thị trường để đưa thị trường theo một quy chuẩn nhất định. Nước ngoài Amazon họ chuẩn bị thay bằng drone các thứ. Nhưng mà Amazon hình như họ nổi nhất là cái giao hàng đúng giờ, còn có cái dịch vụ tin tưởng đến cái mức là mở cửa vào đặt hàng vào đóng cửa lại luôn. Nhưng mà cái đấy còn liên quan đến rất nhiều thứ, ví dụ như là thanh toán rồi thẻ rồi các thứ phải thanh toán trước thì mới có được cái đấy, và cái đấy thì là cái điểm yếu của thị trường Việt Nam. Đúng rồi, nó vẫn phải phù hợp văn hóa mà, chứ còn làm sao mà xem phim Mỹ chẳng hạn ấy, mình thấy là giao hàng họ mang đến họ đặt ngay trước cửa. Thì ở Việt Nam mà đặt ngoài là mất. Giao báo anh chạy ngay cái sáng hoàng quang thế. Đấy đặt ngoài là mất mà cho mở cửa vào giao đồ thì là mất luôn cả nhà. Thật ra là câu chuyện về giao hàng hay là về thương mại điện tử ở Việt Nam vẫn đang còn rất mới. Mình tưởng là hàng ngày mình mở ra mình nào là thấy sen đỏ, thấy Lazada chạy tít mù, nhưng thực ra nó còn rất bé nhỏ. Thực ra chỉ là những cái người mà hay tìm hiểu như bọn mình ấy thì thấy là mình sống trong cái thế giới đấy rồi, nhưng mà nhiều người họ còn chưa chạm đến. Thậm chí là họ còn chưa có internet để dùng thường xuyên nữa. Và chưa chắc là ai sẽ là thành công ở Việt Nam đâu, tại vì có thể văn hóa Việt Nam nó sẽ giống văn hóa Trung Quốc. Và Alibaba là Lazada, rồi JD là Tiki, Tencent, Shopee. Tức là rất nhiều ông lớn họ đã vào rồi. Amazon chưa chắc họ phải thay đổi như nào đó. Tại vì nếu mà như kiểu hiện tại đang ở bên Mỹ thì chưa chắc họ thành công, tại vì mình lên Amazon mình thấy giá không tốt bằng Lazada, tại vì mình nằm gần Trung Quốc. Nhất là đồ công nghệ, mình có một cái thế mạnh, ví dụ như ở bên Amazon họ mua cái cáp iPhone á, là họ bảo là Amazon Basic là rẻ nhất, nhưng mình check giá thì thấy 200.000. Thì ở Việt Nam mua Anker rẻ hơn, Remax, Rock, rồi mấy cái hãng ở Trung Quốc nó rẻ hơn. Chúng ta sẽ biết là Amazon chia sẻ cái gì trong sự kiện đó, và sự kiện này tổ chức cả ở Hà Nội và Hồ Chí Minh nữa. Thế nên là chắc chắn là chúng ta sẽ được biết bên cạnh hoạt động của chính thức mà Amazon công bố là họ xúc tiến thương mại điện tử cho doanh nghiệp Việt Nam, thì họ sẽ còn công bố một vài cái gì đấy nữa rất đáng chú ý. Rồi hãy chờ xem. Và đây là những gì mà muốn chia sẻ trong video ba mặt một lời ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye.